Ê, cả đoàn tập trung vào hát làm lần nữa nha. Thiền Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng hai, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Cả đoàn chú ý vào. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Từ mi lên la nhá, không có. Thiền Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Chúa ngự lên trong thì liên tục nha, không nghỉ, chỉ có tiếng kèn vang một nhịp một nha. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Rồi xem lần nữa. Hát thành tâm một tí nữa nhé, hát vui vui lên một tí. Xin cho hiệp lễ.
trời núi đồi đưa mắt nhìn theo. Chẳng thấy về quê hương xa vời ơi, xa vời cuộc đời. Không xin lại từ đầu. Thank you.
con nhìn lên cao thao thức với ngàn vì sao. Con nhìn lên cao thao thức với ngàn vì sao, hài một khấn xin người dìu đưa con bền tâm bước lên trời cao. Dìu đưa con nhanh bằng nhau một con bè đâu. Con nhìn lên cao thao thức với ngàn vì sao, hài xin người dìu đưa con bên tâm bước lên trời cao. Thế nhá, làm một lần nữa, con nhìn lên cao. Xin một lần từ đầu đến cuối nhé. Vào lễ rồi. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nguyện kính để bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, sửa đạo cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Thì lạy chúng con cùng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đức thượng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng.
xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chết vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng con thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Linh Trời, là một lễ rất là quan trọng đối với người Kitô hữu chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ mong cuộc đời của mình cuối cùng là được lên trời với Chúa và Chúa lên trước. Và Chúa nhận chỗ cho chúng ta để chúng ta được lên với người. Thì chúng ta trong cử hành lễ Chúa lên trời trong tâm tình mừng lễ, xin lỗi, trong khung cảnh của tháng hoa, tức là tháng kính Đức Mẹ. Cho nên chúng ta dâng thánh lễ này cùng với Đức Mẹ để chúng ta xin Mẹ bầu cử cho chúng ta. Đức Mẹ đã lên trời với Chúa thì cho chúng ta cũng được lên trời cùng với Mẹ. Và chúng ta hôm nay Chủ nhật lễ Chúa lên trời, và tuần tới là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cho nên tuần này chúng ta đang cử hành tuần cửu nhật để chuẩn bị tâm hồn chúng ta
long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một đại lễ của giáo hội, đó là sinh nhật của giáo hội. Cho nên chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần trong thế lễ này, cũng như trong cả tuần cửu nhật này, cho chúng ta được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để chúng ta xứng đáng đón nhận muôn hồng ân Chúa sẽ ban cho chúng ta, Chúa Thánh Thần sẽ ban chúng ta trong tuần cửu nhật này cũng như là chủ nhật tới. Chúng ta tiếp tục qua lời bầu cử của Đức Mẹ, và trong Chúa Giêsu chúng ta xin Chúa ban bình an cho thế giới, cho hòa bình thế giới và bình an đặc biệt cho Đài Loan. Chúng ta hiệp ý với những anh chị em xin lễ trong thánh lễ này. Cầu cho linh hồn Maria, Giuse, 4 linh hồn Gioan, 3 linh hồn Phêrô, 2 linh hồn Marta, xin cho linh hồn mồ côi xin bình an và như ý, xin cho người em được khỏi bệnh và tạ ơn Chúa. Hôm nay có một cái ý xin cầu cho thai nhi, cha không có đọc đó, là bởi vì thai nhi là được lên thiên đàng, chúng ta không cần phải xin, thì xin cũng được thôi nhưng mà không có cần. Chúng ta cùng thành thật nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Kitô thương xót chúng con.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa tòa năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay con mùa Chúa đã lên trời vinh hiển là thủ lãnh, người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng cũng sẽ được cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Khởi đầu sách công vụ tông đồ. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy, kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới. Đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là nhân chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời về phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa là vua khắp cõi.
Chúa thống trị trên các nước. Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha Vinh Hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể được, không những trong thế giới hiện tại mà trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Chúa ở cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi xưa Chúa Giêsu nhập thế thì được diễn tả là chúng ta thường nói là Chúa giáng trần hay Chúa xuống thế làm người. Hôm nay
Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu thăng thiên hay lên trời, nghĩa là Ngài trở về tình trạng vinh quang với Chúa Cha. Lên trời không phải là một chuyển động trong không gian, cũng không phải là một nơi chốn, mà là một trạng thái sống vinh hiển, biểu hiện sự sống của ba ngôi Thiên Chúa. Đó là sự sống viên mãn, không còn bị hao hụt hay giảm thiểu bởi sự đau khổ, bệnh tật, đói khát. Lên trời là thay đổi sự sống từ hữu hạn đến vô hạn, từ tạm thời đến vĩnh viễn, từ tương đối đến tuyệt đối. Và đó cũng là một sự khao khát thâm sâu của con người. Chúa Giêsu lên trời là vì Ngài đã làm người và đã hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha đã giao phó, đã dâng hiến chính mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại, và đã trở nên hình mẫu yêu thương tuyệt hảo cho đời sống con người. Chúa về trời, nhưng Ngài không bỏ mặc thế giới hay rời xa giáo hội mà Ngài đã thành lập. Ngài không đi vào cõi vinh quang riêng mình, mà đi vào một hiện hữu mới, để hiện diện một cách mầu nhiệm và sâu sát trong lòng giáo hội, trong lòng mỗi người chúng ta, như Ngài đã hứa: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tuy Chúa Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình để chúng ta trông thấy, nhưng Ngài vẫn là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta phải tập nhận ra Ngài bằng đôi mắt đức tin, nghĩa là Ngài đang hiện diện trong anh chị em mà những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Và chúng ta phải tập nhận ra Ngài trong mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu lên trời mở ra một lối thoát tuyệt vời cho con người, vì con người không còn bị giới hạn vào thân phận hư hèn hay số mạng nghiệt ngã nữa. Lên trời là khát vọng sâu xa của con người được lấp đầy, mơ ước siêu việt của con người được mãn nguyện, sự sống và hạnh phúc của con người đạt tới vô biên vì được tham dự trọn vẹn vào thần tính của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trời là mẫu mực của đất. Ý Cha phải được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chỗ nào con người vâng theo ý Cha, chỗ đó là trời. Trái tim của chúng ta sẽ trở thành trời nếu chúng ta lấp đầy tình yêu thương, đầy ắp tình yêu thiêng Thiên Chúa, nghĩa là để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, để cho Chúa ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Chúa ở đâu thì trời ở đấy. Nếu có Chúa ở với chúng ta thì trời là vương quốc Thiên Chúa đã ở quanh chúng ta và ở trong chúng ta. Để từ đó chúng ta biết đặt mình trong Ngài và trở nên sự hiện diện của Ngài. Chúa về trời cho biết quê hương đích thực của chúng ta là ở trên trời. Đó không chỉ là niềm hy vọng, nhưng còn là một sự bảo đảm chắc chắn cho tất cả những ai tin tưởng vào Thiên Chúa và sống theo đường lối của Người. Chúng ta sẽ được hạnh phúc sống đời sau bên Chúa nếu chúng ta thực sự sống kết hiệp mật thiết với Chúa ngay từ đời này. Thiên đàng chớm nở từ hôm nay cho tất cả những ai dám
hy sinh dấn thân xây dựng nước trời, dám vì công lý mà chịu thiệt thân như Chúa Giêsu, để đẩy lùi bao bất công, bạo lực, đói nghèo và mọi thứ làm tha hóa đời sống con người. Và đó là sứ mạng mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Vì thế, bổn phận của chúng ta là những người Kitô hữu, là xây dựng trời cao từ nơi đất thấp này, là làm cho tin mừng thấm nhuần vào đời sống của con người chúng ta, để mọi người dần dần nhận biết Thiên Chúa và quy tụ dưới quyền một thủ lãnh là Đức Giêsu Kitô. Điều đó phải được chứng minh qua đời sống Kitô hữu của chúng ta đây, là những người dám xả thân phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của người khác, không ngừng cống hiến cho đi chia sẻ tất cả những gì mình có, không bị kéo ghì bởi những đam mê xác thịt, không chùm bước trước cái chết hay đau khổ. Như vậy, trời hay thiên đàng là một thực tại đã manh nha từ cuộc sống này, phát xuất từ vinh quang Thiên Chúa, và là chính Thiên Chúa đứng là cùng đích của con người và vạn vật, chứ không phải là một sản phẩm hoang tưởng như người ta tưởng. Chính vì người ta muốn làm nên một thiên đàng trần gian như người ta tưởng, một thiên đàng không có Thiên Chúa, nên nó đã sụp đổ thê thảm như chúng ta đã thấy trong lịch sử loài người. Thiên đàng là một ân ban của lòng thương xót của Chúa. Vì người ta muốn loại trừ Thiên Chúa nên thiên đàng đã trở thành địa ngục. Ai trong chúng ta cũng đang mong ước một tương lai sáng lạng cho đời mình. Nhưng chắc chắn đó không phải là một tương lai chấm dứt với cuộc đời này, mà phải là một tương lai bền vững đến muôn đời, như Chúa đã dự định và chuẩn bị cho chúng ta, là những người xây dựng lý tưởng thiêng liêng cho đời mình. Chúng ta bắt đầu xây dựng những thiên đàng nho nhỏ ở quanh mình, nơi gia đình, nơi bạn bè, nơi hội đoàn và trong cộng đoàn chúng ta đang sinh hoạt, để minh chứng sự hiện diện của Thiên Chúa đang nhẹ nhàng lan tỏa trên đời sống của con người hôm nay. Anh chị em thân mến, cuộc đời người Kitô hữu có cùng đích là thiên đàng. Trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, người môn đệ ngước mắt dõi theo bóng Chúa Giêsu, bởi vì họ tin vào lời của Thầy mình: trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đấy. Người môn đệ đăm đăm nhìn lên trời, vì không quên lời Thầy hứa: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Người môn đệ để hồn bay lên trời vì mơ ước phần thưởng thiên đàng Thiên Chúa ở trên trời hứa ban cho những ai vì danh người mà bị người đời xỉ vả, bắt hại,
và vu khống đủ điều xấu xa. Và người môn đệ không muốn rời bỏ Thầy đang được cất lên vì thấy tên mình đã được nước trời khắc ghi. Như thế, người môn đệ Đức Giêsu cũng là chúng ta đây, có quê hương là thiên đàng, có cùng đích là nước trời, có điểm hẹn cuối đường đời là đời sau với hạnh phúc vĩnh cửu trong cung lòng Thiên Chúa. Nên chúng ta nghĩ gì, chúng ta nói gì, làm gì trong cuộc đời này, kể cả vui buồn sướng khổ, thành công hay thất bại, sống chết ở trên đời này, người môn đệ luôn quy hướng về tương lai hằng phúc trên trời, vì quê hương mới là quê hương vĩnh cửu. Đời đời, quê hương trọn vẹn hạnh phúc, quê hương ấm áp ngọt ngào và yêu thương, vì quê trời là vương quốc của Thiên Chúa, đứng mà người môn đệ hằng yêu mến phụng thờ suốt hành trình cuộc đời ở trần gian, khi sống ơn gọi là người môn đệ như sách Khải Huyền đã nói về họ. Kìa, một đoàn đông người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân tộc, mọi dân, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm ngàn lá thiên tuế. Họ là những người đã đến sau khi đã trải qua những cơn thử thách, và họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo của mình trong máu con chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa đêm ngày thờ phượng trong đền thờ của người, đứng ngự trên ngai vàng sẽ căng lều của người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn phải nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa, vì con chiên đang ngự ở ngai sẽ chăn dắt họ, dẫn họ đến nguồn nước trường sinh, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt của họ. Tóm lại, người Kitô hữu, môn đệ Đức Giêsu là chúng ta đây, không lẩn tránh cuộc đời, không chán đời, không hận đời, nhưng yêu đời và gắn bó với cuộc đời, vì cuộc đời là nơi người môn đệ được sai đến để thực thi ơn gọi yêu thương phục vụ con người. Chính trong cuộc đời và với con người mà người môn đệ được mời gọi nên thánh khi còn sống, khi sống ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Thiên Chúa. Vì vậy, sẽ bất công và hồ đồ nếu có người lên án người Kitô hữu là yếm thế, coi thường cuộc đời, xem nhẹ đời sống, đánh giá thấp con người, bởi sứ vụ của tất cả người Kitô hữu là yêu mến và phục vụ con người, sẽ không ngừng nỗ lực căn tân thế giới để kiến tạo một trời mới, đất mới. Ở đó, hạnh phúc của con người là vinh quang của Thiên Chúa. Vì vậy, hành trình đời sống của người môn đệ không dừng lại và kết thúc ở cuộc sống trần gian, nhưng hành trình đời sống ấy tiếp tục đi vào đời sau, nếu đến một cuộc sống mới bất diệt. Vì thế, ngay khi bước vào cuộc đời trần gian hữu hạn với niềm hy vọng vào một cuộc đời sau bất diệt hằng phúc đã nhen nhúm nảy mầm nơi người môn đệ, và ngay từ bước chân đầu đời làm con người, con Chúa, thiên đàng đã chớm nở trong tâm hồn của người môn đệ Chúa Giêsu. Đó là quê hương, gia nghiệp, phần thưởng
và đất mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai tin vào Đức Giêsu, Thiên Chúa của sự sống, Đấng đã chết và đã sống lại từ cõi chết, để những ai cùng chết với Người sẽ cùng sống với Người, những ai kiên tâm chịu đựng với Người sẽ cùng hiển trị với Người. Nên đường đời của người môn đệ có hướng lên cao, có điểm tới là nước trời, có cùng đích là Thiên Chúa, mà từ Ngài người môn đệ được sinh ra và được mời gọi vào đời. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã từ trời xuống thế làm người và đã được về trời trong vinh quang Thiên Chúa, xin cho chúng con ý thức ơn gọi vào đời và niềm hy vọng được ở với Chúa trên thiên đàng sau khi đã sống một đời yêu thương phục vụ mọi người như Chúa đã yêu thương phục vụ và hiến mình cứu độ chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng bao thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhâm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô phục sinh đã lên trời ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang rực rỡ, và Người đã mở rộng cửa trời cho chúng ta. Chúng ta cùng hân hoan dâng lời cầu nguyện. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để lòng mỗi người được cháy lửa yêu mến, hăng say ra đi loan báo tin mừng phục sinh của Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo luôn giữ được lửa nhiệt thành và lòng mến, để trên từng bước đường loan báo tin mừng,
các ngài hăng say đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến cho muôn người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cuộc sống nơi trần thế hôm nay là hành trình tiến về quê trời mai sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu nhớ rằng trần gian không phải là quê hương đích thực mà chỉ là quán trọ, để dù sống giữa cuộc sống đầy những lôi cuốn và cảm dỗ thử thách, vẫn luôn ý thức hướng lòng quê trời cao là quê hương đích thực mà không ngừng nỗ lực canh tân đời sống của mình hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết hướng về lòng quê trời vĩnh cửu, và nhất là biết cùng nhau xây dựng nước trời ngay ở đời này bằng đời sống yêu thương, dấn thân phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết công tác với Chúa Thánh Thần mà sống đời chứng nhân trong mọi cảnh ngộ, hầu đời chúng con được trở nên lời rao giảng sống động về mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh cho mọi người, Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con Chúa lên trời vinh hiển, chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Cô xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng với Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thân là chính đang phải đã và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần hôm nay lên trời cao thẳm làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yêu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người đã, mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng. Chúa thánh là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ôn đền dương Chúa đã chết đi, ôn đền dương Ngài đã sống lại trong vinh quang. Hãy Ngài lại đến đó chúng con lên trời. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Martino giao phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là các đặng linh hồn Maria, Giuse, Gioan, Phêrô, Marta, các linh hồn mồ côi và thai nhi mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đóng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn để đức tin của hội thánh Chúa. Xin đời thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chúng ta chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, nên đừng xóa tội trần gian, phúc trai được mở đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc trên trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô, vị thủ lãnh của chúng con đang hiển trì, người hằng sống và hiển trì muôn đời. Con xin phép kính mời quý cha cùng hồng đoàn an tòa cho phép con được xin thông báo. Giáo hội Công giáo Đài Loan, Giáo phận Đài Trung, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam được sự cho phép của cha quản nhiệm cộng đoàn xin rao hôn phối. Đôi thứ nhất có anh Phêrô Trương Quang Nam, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1997. Con ông Phêrô Trương Quang Cảnh và bà Marta Trương Thị Lan thuộc giáo xứ Tân Hội, giáo phận Hà Tĩnh, nay có ý kết hôn với chị Anna Đinh Thị Kim Hoa, sinh ngày 1 tháng 1 năm 2002. Con ông Phêrô Đinh Văn Thời và bà Anna Ngô Thị Hiền thuộc giáo xứ Kim Lũ, giáo phận Hà Tĩnh. Đôi thứ hai có anh Francisco Cao Văn Nam, sinh ngày 1 tháng 6 năm 2000. Con ông Francisco Cao Văn Hải và bà Marta Nguyễn Thị Tâm thuộc giáo xứ Na, giáo phận Hà Tĩnh, nay có ý kết hôn với chị Marta Hoàng Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 10 tháng 1 năm 2002. Con ông Francisco Hoàng Ngọc Lâm và bà Marta Nguyễn Thị Thiền thuộc giáo xứ Na, giáo phận Hà Tĩnh. Đôi thứ ba có anh Phêrô Trần Văn Nam, sinh ngày 15 tháng 10 năm 2002. Con ông Phêrô Trần Văn Hải và bà Marta Cao Thị Hoa thuộc giáo xứ Na, giáo phận Hà Tĩnh, có nay có ý kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 4 tháng 10 năm 2001. Con ông Phêrô Nguyễn Văn Tâm và bà Marta Nguyễn Thị Hoa thuộc giáo xứ Na, giáo phận Hà Tĩnh. Nếu ai biết ba đôi này có mắc ngăn trở gì thì buộc trình báo lại cho cha quản nhiệm trong 3 tuần rao. Ai biết mà không trình báo là mắc tội trọng. Rao lần thứ hai ngày 21 tháng 5 năm 2023 tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phu Sinh Đại Trung. Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn, trong các ban trong phục vụ thì thiếu rất nhiều người, nhất là bên ban truyền thông. Vậy những anh em nào chúng ta biết quay phim chụp ảnh và có đam mê thì xin mời vào trong ban truyền thông để chúng ta phục vụ cộng đoàn cho được tốt hơn. Giải bóng đá Cúp Hiệp Hành lần thứ nhất được tổ chức với cả cộng đoàn trong ba miền Bắc Trung Nam ở Đài Loan. Tuần trước trận khai mạc khu vực miền Trung, cộng đoàn Đại Trung gặp cộng đoàn Hở Mẩy với tỷ số 0-0. Tuần sau cộng đoàn Đại Trung gặp Phong Duyến. Nếu hòa hoặc thắng trận này thì đội bóng của cộng đoàn chúng ta sẽ lọt vào vòng bán kết. Vậy con xin thông báo cho cộng đoàn được biết để chúng ta đi cổ vũ cho cộng đoàn Đại Trung. Sân bóng đá cách ga Trang Hoa đi taxi khoảng 150 khoai. Ai trong cộng đoàn muốn ủng hộ xin gặp lại ban, vì đội bóng nếu lọt vào vòng trống sẽ thiếu rất nhiều kinh phí đi lại ăn uống cho đội bóng. Vậy một lần nữa con xin tha thiết kêu gọi mọi người nên ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất cho đội bóng ạ. Con xin cảm ơn, con xin hết ạ. Trước mình đấu hở. Đấu với lại cha nói chơi vậy thôi, chứ còn chúng ta cầu nguyện nhưng mà không phải là cầu nguyện cho thắng, bởi vì bên kia họ cũng cầu nguyện để Chúa là khó xử. Mình cầu nguyện để cho cái tình thân thương, cái tình yêu giữa chúng ta, giữa các cộng đoàn với nhau được tốt đẹp hơn.
Điều thứ hai đó là tháng này, hôm nay là ngày 21 rồi, chúng ta còn có 10 ngày nữa thôi trong tháng hoa, cho nên cha khuyến khích chúng con gia tăng việc lần hạ môn côi, cầu nguyện cho nhiều ý, cầu nguyện cho gia đình được bình an, gia đình chúng con được bình an, cho cộng đoàn chúng ta, cho thế giới hòa bình, cho Đài Loan được bình an nhé. Điều thứ ba đó là hôm nay cha có đem tới một số hình, và đặc biệt là trong mấy lần trước cha không có đem hình nhỏ, lần này đem hình nhỏ, và hình lớn lần này cũng có đem khổ A4 cũng có đem. Đặc biệt là mấy tuần trước có một số anh chị em hỏi hình, và đặc biệt là hình chú thương xót, lần này cha có đem khổ A4 và khổ nhỏ nữa. Khổ nhỏ lần này là có hình Chúa, hình Đức Mẹ và hình các thánh. Chúng con ai cần thì sau thánh lễ tới xe của cha ở phía dưới đó. Trong tuần này, điều cuối cùng là trong tuần này chúng ta tiếp tục cử hành tuần cửu nhật kính lòng kính Chúa Thánh Thần, cho nên cha có gửi kinh của tuần cửu nhật lên trên Facebook của Đại Cộng Đoàn rồi đó. Chúng con chịu khó đọc, chúng con chịu khó dùng để mà cử hành cái lòng Chúa thương xót. Và ngày hôm nay chúng ta là cử hành lễ Chúa lên trời, thì có một cái câu mà Chúa Giêsu nói, mà Thánh Phaolô cũng nói nữa: anh em hãy hướng lòng nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến sự dưới đất. Cha xin chúng con, đặc biệt là trong tuần này là tuần lễ Chúa Thánh Thần, là tuần lễ Chúa lên trời, Chúa Giêsu lên trời, cho nên chúng ta cố gắng tập hướng lòng lên trời. Đặc biệt là ở trong cái điện thoại của mình, cái chỗ nào mà nó không được tốt, mình xóa nó đi, xóa nó đi. Mình để những cái chỗ nào mà những cái gì tốt thôi, đặc biệt là lời Chúa. Cha quên là nhắc chúng con, chúng ta trải qua 2 tuần rồi, chúng ta còn có 4 tuần nữa cho cái cuộc thi thứ hai, thi Kinh Thánh. Cho nên chúng con, Kinh Thánh, lời Chúa là những điều tốt đẹp. Chúng con mỗi ngày chịu khó học, mỗi ngày học một chút thì sẽ được thôi. Để chúng ta cũng đứng lên đón nhận phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bằng an. Có một số người xin khẩn đức mẹ, xin cha và cộng đoàn hiệp ý công nguyện với những gì họ xin. Lạy mẹ hằng cứu giúp, con được đến khẩn cầu dưới bước chân dung mẹ hay làm phép lạ. Thì linh hồn con hết lòng trong cây vững vàng, khác nào con thảo đối với mẹ lành vây. Con thấy Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc loài người, và cũng là Chúa con đang ngự trên tay mẹ. Người là đấng phép tăng vô cùng, là Chúa tế cầm quyền sinh tử, là đấng ban phát mọi ơn lành. Vì mẹ là mẹ người, vậy mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin người, cùng đủ quyền buộc người phải trốn đi lời mẹ. Người đã xưng thần, người chẳng có thể từ chối mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn nghe lời mẹ xin. Vậy lạy mẹ Chúa Giêsu, lời mẹ cầu bầu dân đôi thần thế, nên con dám nài xin mẹ trong giờ khẩn này, ban cho con như ý con xin. Con hết lòng cầu xin và trong cây vững vàng, mẹ sẽ chuyển cầu cho con. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con,
cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn khổ nạn trong luyện ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ hằng cứu dung, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh An Phong Sô, quan thầy bầu chữa con, xin dung đỡ con trong những khi thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Amen.